Nó gà, tao thấy con mắt mày yếu dữ lắm rồi đó Như. Bấm điện thoại gì để sát bên như vậy? Bà nói sao chứ, mắt tôi bình thường mà. Sáng như ban ngày gì nè, bà nói gì kỳ vậy? Chắc sáng không? Mày ơi, mắt tôi cho tôi không chắc. Giờ thử nha. Mày nhìn ra sào đồ mày thấy mấy bộ đồ rõ không? Trời ơi, đừng nói mấy bộ đồ, con kiến nó bò trên sào đồ tôi còn thấy nữa. Thấy thì lấy bộ đồ cho sếp đi. Đồ đạc thôi sáng giờ chưa lấy vô nữa. Chuyến mưa tới rồi kìa, nạp nó bấm điện thoại, nói không trả lời nữa. Lấy lẹ vô đi. Ôi, hồi sáng giờ anh bị đau lưng hả anh? Đâu có, lưng anh bình thường mà, khỏe như cháu, đau gì đâu. Không đau gì, sao nằm võng từ sáng tới trưa vậy? Không có làm gì hết trơn vậy? Đi vô nhà tưới giùm mấy bụi rau kìa. Gì? Lại đây. Bộ bà gấp lắm hả? Lại đây. Lâu quá không ăn đập, chắc thèm dữ lắm hả? Bỏ tật. Chiều nay ông đi nhậu đi rồi biết nha. Mai đi, chiều nay anh có hẹn với thằng Long với thằng Hùng nhậu rồi. Bữa nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia, ngày kia. Nghỉ luôn, không nhậu nhẹt gì nữa hết á. Rồi, cắm cùng luôn. Chị hai, có gì từ từ nói bà ơi. Chị hai. Anh hai, chạy đi, mà kiếm chị mà đánh nồng nữa đó. Ngày mai em đi nhậu lại cho tôi nghe. Ủa? Này có bão quá trời. Thằng Hùng với thằng Long nó nhậu hồi tối, nó mua hai tờ vé số nó mới giờ trúng hai tờ đặc biệt rồi kìa. Cái gì? Ai nói em biết? Con vợ nó mới nói cho tôi nghe nè. Hèn gì, hồi nãy em nghe giờ ổng la quá trời la luôn. Ngày mai ông đi nhậu lại cho tôi à nghe, tôi bực bội ông dữ lắm rồi đó. Tại bà thì có, hỏi cái cấm cấm đó. Tôi cấm kệ tôi, ai kêu không nghe lời tôi, vợ đồ hùa tôi hả? Không nghe cho mà xúc tôi gian dách nữa hay gì? Đó, giờ người ta giàu hết trơn rồi đó. Trần ơi Trần, hồi tối mà tôi đi nhậu một cái là giờ tôi nghỉ làm vườn luôn rồi Trần. Khỏi nói nhiều. Ngày mai ông đi nhậu lại cho tôi à. Ông mà nghỉ một ngày nào là ông biết chứ tôi. Vô mày. Rồi cuối cùng tại ai trời? Nói gì hình như vậy trời?